các bạn. Và xin mời Quốc Thái. Rất mong muốn hát với Quốc Thái, một trong những người quản lý về âm nhạc của Guitarbox. Vâng, em đã làm rất tốt trong thời gian mà anh bận, và anh sẽ bận dài dài. Một bài hát mà gần như là đi đổi bài hát mời chồng của con Tóc Linh. Mỗi khi mà mọi người đến Guitarbox thì chúng tôi tôi hát bài hát này, giai điệu vui tươi và cuộc sống mà bài hát cũng rất là lâu rồi. Ai đã đến Guitarbox nhiều thì chắc chắn đã nghe của tôi hát, thì hôm nay hát không biết có khác nhưng mà hôm nay không. Vâng, xin mời 65 cuộc đời, một trong những sản phẩm của Guitarbox. Sau bài hát này thì mọi người hãy chung vui với chúng tôi, cùng quản lý chúng tôi. Và hôm nay các bạn nhìn thấy tôi như hình ảnh tôi khác một chút. Tôi thì thường quần phông và quần ngố và áo phông, đúng chỉ đôi tay cả hát một tí. Hôm nay thì sợ hơn một chút. Vâng, và sau đây là 65 cuộc đời, coi như là mời trà của Guitarbox. Chúng ta
dự định là chuyển hướng kinh doanh để cho tồn tại được. Nhưng sau nhiều suy nghĩ thì chúng tôi mới đã quyết định rằng chúng tôi vẫn giữ cái mô hình này và chúng tôi sẽ phát triển nó. Chúng tôi sẽ đi lên bằng âm nhạc chứ không bằng bất kỳ một cái gì đó. Và hy vọng mọi người ủng hộ chúng tôi. Thực ra các bạn đến đây đều là có quen biết với Guitar Pop hoặc là thân. Thời tôi nhắn tin mọi người mời mọi người tới, chứ không phải là một buổi sinh nhật thì chúng ta tổ chức hoàn tráng quá hoặc như nào cả. Chúng ta đến với nhau. Và đêm nay thì hy vọng mọi người hãy bảo vệ chúng tôi một chút và hãy dùng những cái đồ của chúng tôi đó có thể tạo ra và dùng nó cho chúng tôi. Và là chương trình ca nhạc thứ hai lại bắt đầu. Nhưng mà chương trình thứ hai này các bạn hãy hát một bài vui tươi hơn để cho một khi đó chuyển sang một trang mới. Và một trang mới sẽ chất lượng hơn và sẽ vui hơn. Đến với Guitar Pop thì làm gì vui. Vâng, xin cảm ơn. Và các bạn hôm nay hát bài gì? Tôi hát các bạn.